Chào mừng bạn đến với kênh youtube bản tin 24 giờ. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Các vận động viên Việt Nam vào chung kết các nội dung bơi Expo Olympic. Các vận động viên Đỗ Độ Thanh Hải và Trịnh Thị Bích Như của đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam giành quyền vào chung kết của các nội dung bơi X 100m nam và nước hạng thương tật SB5. Ở vòng loại nội dung 100m bơi X nam hạng thương tật SB5 diễn ra sáng nay, ngày 28 tháng 8, Đỗ Thanh Hải về thứ tư trong đợt bơi của mình. Với thành tích 1 phút 35 giây 97, xếp trên vận động viên, vận động viên người Nam Phi Van der Henzi, người có thành tích 1 phút 46 giây 22. Thành tích này đưa Đỗ Thanh Hải vào đợt bơi chung kết diễn ra vào lúc 17 giờ 10 phút chiều nay, ngày 28 tháng 8, theo giờ Việt Nam. Hiện so về thành tích vòng loại, kình ngư của Việt Nam xếp mùng 7 tháng 8 vận động viên chuẩn bị tham dự đợt bơi chung kết. Đỗ Thanh Hải hiện có thành tích xếp trên Iveo Zocha, Bồ Đào Nha. 1 phút 43 giây 6 trước đợt bơi chung kết sắp diễn ra, sau Thanh Hải, ở vòng loại nội dung 100m bơi ít nữ, hạng thương tật SB5, Trịnh Thị Bích Như của đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam cũng về thứ tư ở đợt bơi vòng loại thứ nhất, với thành tích 1 phút 53 giây 31. Ở đợt bơi của mình, Bích Như xếp trên vận động viên Mel Ui, Nhật Bản, người có thành tích là 2 phút 2 giây 31. Bích Như sẽ tranh tài ở chung kết nội dung 100m bơi ít nữ, diễn ra vào lúc 17 giờ 18 phút chiều nay, trước đợt bơi chung kết. Vận động viên của Việt Nam cũng có thành tích xếp thứ mùng 7 tháng 8 vận động viên có thành tích tốt hơn so với nữ kình ngư người Iceland Thema Jorgsottir, à thiện nhân